Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Linh Vlog. Hôm nay ngày 27 tháng 8 năm 2021, kênh Hoàng Linh Vlog sẽ cung cấp thêm cho mọi người một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Mở đầu video là thông tin về việc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Đông Bình, thị xã Bình Minh có thông báo khẩn số 04 ngày 27 tháng 8 năm 2021 với nội dung tìm người đến địa điểm có nguy cơ mắc Covid-19 trong khoảng thời gian và địa điểm như sau. 1. Từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng ngày 16 tháng 8 năm 2021 đến ngày 26 tháng 8 năm 2021. Những ai đã từng đến tiệm tạp hóa của chị Nhàn, địa chỉ số 1, ấp Đông Bình, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 2. Từ ngày 13 tháng 8 năm 2021 đến ngày 26 tháng 8 năm 2021. Những ai đã từng đến tại khu vực bãi đậu xe quán cơm Quyền Trâm, địa chỉ ấp Đông Bình, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Đông Bình đề nghị những người đã từng đến địa điểm có nguy cơ mắc Covid-19 và thời gian nêu trên liên hệ đến trạm y tế nơi cư trú hoặc trạm y tế xã Đông Bình qua số điện thoại 02703 765 945 hoặc số điện thoại 0367 995 769 để được hướng dẫn khai báo y tế đúng theo quy định. Thông tin thứ nhất mà kênh Hoàng Lê Vlog tổng hợp được: xã Đồng Phú, huyện Long Hồ thiết lập và giữ vững vùng xanh. Việc thiết lập vùng xanh, vùng an toàn không có dịch Covid-19 là giải pháp hữu hiệu nhằm giúp xã kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài, phục hồi sản xuất xanh, làm hậu phương chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Để đảm bảo vùng xanh, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đồng Phú cho biết, xã chú trọng tuyên truyền vận động thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, nâng cao ý thức phòng chống dịch và phát huy tinh thần tự giác, cùng tham gia tự quản để bảo vệ vùng xanh. Thiết lập các chốt kiểm soát 24/24 giờ, quản lý nghiêm đối tượng ra vào khu vực, nhất là người từ nơi khác đến hoặc từ vùng dịch về. Đồng thời, quy động lực lượng bảo vệ vùng xanh 4 tại chỗ. Thông tin thứ hai, xử lý nhiều trường hợp không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong tháng 8 năm 2021, Cục Quản lý Thị trường của tỉnh Vĩnh Long đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, vận động 377 lượt tổ chức cá nhân kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật. Qua kiểm tra giám sát, đã lập biên bản 9 cửa hàng kinh doanh không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh về hành vi cho người vào mua hàng mà không phải là người của tổ đi chợ thay, chuyển chính quyền địa phương xử lý theo đúng quy định. Qua tin báo phản ánh của người dân, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 2 vụ việc vi phạm về hành vi bán thuốc và thực phẩm chức năng, không thực hiện niêm yết giá, bán thuốc đã hết hạn sử dụng, bán khẩu trang y tế có nhãn ghi không đúng quy định. Ông Lê Thanh Phong, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường cho biết, trong thời gian tới, Cục Quản lý Thị trường sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình lưu thông hàng hóa, tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm quy định về giá, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, góp phần bình ổn giá cả, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Thông tin thứ ba mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu địa phương bãi bỏ quy định cản trở lưu thông hàng hóa. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố về việc rà soát bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành, còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo vận tải lưu thông hàng hóa kịp thời thông suốt. Công điện nêu rõ, ngày 26 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, chủ trì cuộc họp với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các bộ ngành có liên quan. Tại cuộc họp, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các tỉnh thành phố thống nhất việc lưu thông hàng hóa. Cụ thể, hiện nay tại một số tỉnh thành phố vẫn còn hiện tượng yêu cầu thay thế lái xe của địa phương, quy định giá trị hiệu lực của giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 là 24 giờ hoặc 48 giờ. Ngắn hơn thời gian so với hướng dẫn của Bộ Y tế là 72 giờ. Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 còn giá trị nhưng vẫn yêu cầu lái xe xét nghiệm lại hoặc phải đăng ký phương tiện vận chuyển hàng hóa với Sở Công Thương trước khi vào địa phương. Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các tỉnh thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo tại công điện số 1102 năm 2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc. Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương làm việc với các địa phương để thống nhất trong việc triển khai thực hiện, đảm bảo vận tải lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc mọi nơi trong thời gian tăng cường các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố triển khai thực hiện quyết định của Bộ Giao thông Vận tải về hướng dẫn tạm thời tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo rà soát các văn bản do địa phương đã ban hành chưa đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1102, văn bản số 1015 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống của người dân vùng có dịch Covid-19 và văn bản số 5187 của Văn phòng Chính phủ về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19. Công điện của Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các tỉnh thành phố chủ động bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp, báo cáo kết quả rà soát về Bộ Giao thông Vận tải trước 15 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2021 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thông tin thứ tư về việc đẩy mạnh vận tải đường thủy trong điều kiện chống dịch bệnh Covid-19. Bộ Giao thông Vận tải khuyến khích tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển vận tải hàng hóa bằng đường thủy, coi đây là hệ thống luồng xanh cho các phương tiện thủy nội địa tham gia vận chuyển hàng hóa. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi đến các bộ ngành, ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc đẩy mạnh hoạt động vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo văn bản, vận tải đường thủy nội địa có ưu điểm vượt trội hơn so với các loại hình vận tải khác khi giá cước vận tải thấp, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn. Ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay thì vận tải hàng hóa bằng đường thủy càng thể hiện được ưu điểm do có ít tiếp xúc với cộng đồng dân cư. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa trên đường thủy nội địa nhằm tránh sự đứt gãy chuỗi vận tải, phục vụ sản xuất và cung ứng hàng hóa cho người dân. Các doanh nghiệp, người tham gia vận tải hàng hóa trên hệ thống đường thủy nội địa thực hiện nghiêm hướng dẫn, quy định đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành có liên quan qua số điện thoại 0979 388019 để được xem xét giải quyết kịp thời. Thông tin tiếp theo mà kênh Hoàng Lê Vlog tổng hợp được về tình hình an ninh trật tự trong thời điểm giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 là tổng hợp các vụ việc tụ tập đánh bạc trong lúc giãn cách xã hội. Trong thời điểm giãn cách xã hội, hầu hết người dân đều chấp hành quy định không ra đường khi không thực sự cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bản thân, gia đình và cộng đồng. Tuy vậy, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm, tụ tập đánh bạc ăn tiền gây bức xúc trong nhân dân, mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thời gian qua, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thành lập hàng chục tổ tuần tra lưu động cùng hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tiến hành tuần tra kiểm soát địa bàn, xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường lực lượng tham gia phòng chống tội phạm, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn xã hội. Qua đó phát hiện nhiều vụ việc đánh bạc như đá gà, đánh bài, đông người tham gia. Cụ thể, trưa ngày 19 tháng 7 năm 2021, từ tin báo của người dân, Công an thị trấn Cái Nhung, huyện Mang Thít bất ngờ ập vào nhà bà Võ Ngọc Diễm, sinh năm 1976, ngụ khóm 4, bắt quả tang 6 đối tượng đang tham gia tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 bộ bài tây và hơn 30 triệu đồng. Ngay sau đó, những người này được đưa về trụ sở cơ quan công an để lấy lời khai và xử lý theo quy định. Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Công an xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít triệt phá một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền. Nhờ tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an phát hiện bên trong căn nhà của ông Nguyễn Văn Út, ngụ ấp Tân Tiến, có nhiều đối tượng không thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Do địa điểm sát phạt nằm sâu trong vườn, có nhiều lối thoát và có người cảnh giới, nên khi thấy công an, hàng chục người đánh bài bỏ chạy tán loạn. Lực lượng công an đã khống chế bắt được 4 người, thu giữ nhiều bộ bài tây đã qua sử dụng, 3 điện thoại di động, 2 xe gắn máy và 4,9 triệu đồng. Cũng trong ngày 26 tháng 7 năm 2021, đội cảnh sát hình sự công an huyện Bình Tân phối hợp với công an thị trấn Tân Quế bắt quả tang 6 người đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại nhà của Lý Thị Quế Châu, sinh năm 1983, ngụ khóm Thành Nhân. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ gần 3,5 triệu đồng và 5 bộ bài tây. Xung quanh hiện trường có 5 xe gắn máy, trên người các đối tượng có 5 điện thoại di động và 5,6 triệu đồng. Ngoài việc củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ mức độ vi phạm của từng đối tượng để xử lý theo đúng quy định pháp luật vì hành vi đánh bạc, Công an huyện Bình Tân đã đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xử lý vi phạm hành chính mỗi trường hợp 15 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo quy định tại nghị định số 117 của Thủ tướng Chính phủ về việc không chấp hành nghiêm các quy định về hạn chế tập trung đông người. Tương tự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long cũng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 cá nhân tụ tập đánh bạc xảy ra vào ngày 19 tháng 7 năm 2021 là 90 triệu đồng. Phần cuối của video là thông tin về số liệu diễn biến dịch bệnh Covid-19 được kênh Hoàng Lê Vlog tổng hợp được như sau. Đến 7 giờ sáng ngày 27 tháng 8 năm 2021, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 4 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Cụ thể, 2 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó tại Trung tâm Y tế huyện Bình Tân và 2 trường hợp ngoài tỉnh về địa phương qua xét nghiệm sàng lọc tại thị xã Bình Minh. Tổng hợp, tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến 7 giờ sáng ngày 27 tháng 8 năm 2021,
toàn tỉnh Vĩnh Long có 2.144 ca nhiễm đã công bố, trong đó 14 ca nhập cảnh, 2.130 ca trong cộng đồng và 4 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Trong số các ca mắc đã công bố, số ca mắc trong cộng đồng tỉnh là 2.079 trường hợp, trong đó thành phố Vĩnh Long là 146 trường hợp, huyện Long Hồ là 682 trường hợp, huyện Mang Thít là 137 trường hợp, huyện Vũng Liêm là 54 trường hợp, huyện Tam Bình là 685 trường hợp, huyện Trà Ôn là 121 trường hợp, thị xã Bình Minh là 101 trường hợp và huyện Bình Tân là 152 trường hợp. Tổng số trường hợp cách ly tập trung F1 là 877 người, số trường hợp cách ly tại nhà F2 là 2.050 người, số trường hợp theo dõi sau cách ly tập trung là 1.818 người, số trường hợp từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh về là 451 trường hợp. Số ca đã điều trị khỏi trong ngày có 64 trường hợp, cộng dồn là 1.499 trường hợp và số ca tử vong là 34 ca. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nếu có thông tin chính xác cần chia sẻ lan tỏa, mọi người có thể gửi đến ekip làm kênh qua địa chỉ Facebook bên dưới phần mô tả của video. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.